À, 44 tuổi, 43 tuổi mình được mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Em chưa có mối tình nào hết. Cái gì? Ủa, lý do? Lý do là em đi lên phố làm á. Em về tới nhà là em thích đi ra ngoài. Đó coi. Hay là lúc nhỏ thì có người ở xóm á, ở quê á, để ý mà em không thích lại bên thành phố làm cho đến nay luôn. Cũng có mà, nhưng mà nhiều khi mình thấy mình nhớ không tới nên mình không dám. Sao vậy, một mấy người mình thích là cao lắm hả? Dạ, gia cảnh đầu hơn mình á. Trời ơi, mình cũng nữ mà, ví dụ người ta đàn ông á, người ta còn nghĩ ta giới không tới. Nhưng mà thật sự yêu nhau đâu có tính cái chuyện của cải vật chất hay gì đâu. Mà em ngại, ví dụ người đàn ông yêu thương mình, ta lo cho mình, chăm sóc cho mình cũng chuyện bình thường. Dạ ha, ông lại để ý có một người đó thôi, để ý được mấy người? Không, một người một thôi. Chào anh. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Dạ, bây giờ anh giới thiệu bản thân mình trước nha, anh tên là gì? Dạ, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Hoàng Long. Năm nay mình 44 tuổi. Anh Long 44 tuổi là sinh 76 anh? Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mình đang sống với ai vậy anh? Dạ, ở nhà với mẹ. Dạ, công việc của mình là làm cái gì? Công việc của mình hiện tại mình là huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Mà sao em thấy anh kiểu như nó hơi mong manh vậy anh? Tại khiêu vũ nhiều quá. À, khiêu vũ nhiều là nó vậy đó ha, anh giảm cân được luôn ha. Dạ đúng rồi. Hay quá, chắc em phải theo bộ môn khiêu vũ quá. Dạ. Mình còn nghề gì khác tay trái không, hay là một nghề duy nhất này thôi? Dạ có nghề này thôi. Có nghề này thôi. Bao nhiêu năm rồi anh? Dạ cũng phải mười mấy năm. Dạ, anh cũng thuộc chung thủy dữ ha, mười mấy năm với khiêu vũ. Rồi, em mời chị giới thiệu về mình nè. Em tên là Ngô Thị Trúc Diễm, quê em ở Bến Tre. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi á. Mình là bao nhiêu tuổi rồi, mình đang làm công việc gì? Dạ em năm nay sinh năm 78, 42 tuổi. Em là công nhân may. Rồi bây giờ là mình ở Hòa Giáp, là mình ở với ai? Dạ em mướn nhà trọ. Mướn nhà trọ. Rồi gia đình ba mẹ còn dưới quê hết hay sao? Dạ ba mẹ mất rồi. À, vậy thì dưới quê là có ai dưới đó? Dưới quê có anh chị dưới quê. Rồi mình ở một mình lên trên này thôi. Mình nghĩ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh là em nấu ăn với em biết may đồ. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát chút, nóng tính chút. Vậy còn anh thì điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì anh? Dạ điểm mạnh của mình thì vui vẻ hòa đồng. Dạ còn điểm yếu thì có lẽ cũng hơi có chút nóng tính chút. Nghề khiêu vũ lãng mạn vậy mà sao nóng tính ta? Dạ cái đó nó chỉ thoáng thôi, thoáng qua thôi nha. Dạ. Rồi để bây giờ về tình trường ở bên đây trước đi. 44 tuổi, 43 tuổi mình được mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Em chưa có mối tình nào á. Cái gì? Ủa, lý do? Lý do là em đi lên phố làm á. Em về tới nhà là em thích đi ra ngoài. Đó coi. Hay là lúc nhỏ thì có người ở xóm á, ở quê á, để ý nhưng mà em không thích thì em lên thành phố làm cho đến nay luôn. Và từ cái đoạn ở thành phố đến nay, mình có để ý anh nào, thầm yêu trộm nhớ anh nào không? Cũng có, nhưng mà nhiều khi thấy mình nhớ không tới nên mình không dám. Sao vậy, một mấy người mình thích là cao lắm hả? Gia cảnh đầu hơn mình á. Trời ơi, mình phụ nữ mà, ví dụ người ta đàn ông á, người ta còn nghĩ ta giới không tới. Nhưng mà thật sự yêu nhau đâu có tính cái chuyện của cải vật chất hay gì vậy đâu. Nhưng mà em ngại. Ví dụ người đàn ông yêu thương mình, ta lo cho mình, chăm sóc cho mình cũng chuyện bình thường. Dạ ha. Ông lẽ để ý có một người đó thôi, để ý được mấy người? Dạ không. Một người một thôi. Còn có những người mà nói chuyện chừng 2-3 lần nữa chứ sao không thấy người ta nói chuyện nữa. Nhưng em có nghĩ là do mình khó tính quá không? Không, em thì em cũng không có tính, nhưng mà không biết sao mà duyên hết chưa tới. Chứ chị này thấy em rất duyên dáng nha, tướng tá rất là chuẩn cái mẫu người mà làm vợ luôn, đầy đủ ha. Ngon lành, mặt mày sáng trưng, da dẻ đẹp đẽ. Mà không hiểu sao em nói em chưa có mối tình nào, chị hơi ngạc nhiên. Vậy là trong trắng trinh nguyên luôn. Dạ. Chưa khui thùng. Chưa khui thùng. Trời ơi, bây giờ có muốn không? Hỏi thiệt, có muốn lấy chồng không? Dạ có muốn nên em mới tham gia chương trình. Rồi cho nên là mình tiêu chuẩn mình bớt xuống một chút nha. Cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Biết sao mình đã trẻ đẹp này rồi mà mình có chồng nữa nó còn trẻ đẹp hơn nữa. Chứ sống vậy luôn tới già buồn lắm. Dạ. Nghe, nghe dạ. Lời chị nghe. Dạ. Không có dạy gì mà trời cho mình cái xuân thì mà mình để trôi qua một cách mất tiêu luôn là nó phí lắm. Rồi mấy người mà mới mốt già mà không có chồng mới già khó tính lắm. Rồi nghe bên đây 43 tuổi chưa có mối tình nào, anh có suy nghĩ gì không? Chắc là duyên chưa tới rồi. Duyên chưa tới. Rồi vậy thì tình trường của anh thì như thế nào? Dạ cũng đã từng đi kết hôn và sau đó thì cũng được 6 năm rồi, sau đó là ly dị. Dạ, ly dị cũng được 5 năm rồi. Rồi bây giờ mình có cháu nào chưa anh? Dạ có một bé cũng được 9 tuổi rồi. 9 tuổi, bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái, bây giờ bé sống với ai? Dạ, sống với mình. Ly hôn 5 năm rồi là lúc đó bé mới có 3-4 tuổi hả? Thường con nhỏ phải ở với mẹ chứ. Nói chung thì mẹ cũng không có khả năng để mà về lo cho. Nhưng mà ngày xưa mối hôn nhân đó là mình mai mối hay là mình yêu nhau như thế nào mà ở với nhau 6 năm có mặt con rồi mà phải chia tay vậy anh? Dạ thì cũng qua mai mối.
Nếu mà nói về phần lỗi thì cả hai bên luôn. Dạ đúng rồi, cái gì cũng phải có bên lửa có khói nó. Chẳng hạn như nếu mà như bên mình thì có thể là thiếu cái sự quan tâm, sau đó thì có những cái người quan tâm hơn. Cái khúc đó anh làm gì mà anh không quan tâm vợ? Vợ đi làm. Dạ... Là cái dạy khiêu vũ đó hả? Dạ đúng rồi. Dạy đa số dạy cho mấy chị em phụ nữ. Dạ. Có phải vì vậy mà cổ thấy là cổ ghen tuông rồi cổ cảm thấy khó chịu rồi nhảy cả ngày mệt rồi về không chăm sóc vợ con thì vợ mới đi tìm người khác? Những cũng có thể là như vậy nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thì anh suy nghĩ như thế nào sau một cái đổ vỡ trong hôn nhân? Thì mình nghĩ cái nếu mà mình bắt đầu một mối quan hệ đó thì mình sẽ có sự mà quan tâm nhau nhiều hơn. Hiện tại cái công việc làm đó nó chiếm nhiều thời gian của anh không? Dạ vẫn có nhiều thời gian rảnh rỗi. À, tại vì em nói thật sự là phải một cái người yêu thương anh và hiểu anh thì mới đồng cảm được với cái công việc. Bởi vì ai yêu cũng ghen hết và ai cũng ích kỷ muốn sở hữu và chiếm đoạt. Nhưng tuy nhiên mình phải phân biệt được đâu là cái mình nên bận tâm và đâu là những cái mưu sinh. Đó, thì cái này là phải do anh nha, là kinh nghiệm của em là như vậy. Thế hồi nãy anh có nói nở với mẹ. Dạ. Bây giờ con nữa. Thì con gái là năm nay là còn nhỏ đi học. Mẹ này năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cũng 82. 82 là lớn tuổi rồi. Thế là một mình anh nuôi cả vừa mẹ vừa con luôn. Cuộc sống có vất vả lắm không anh? Dạ, gọi là tạm đủ. Dạ. Dạ, không dư nhưng mà cũng không thiếu. Nhưng mà mẹ già như vậy rồi con gái nhỏ thì cái trong nhà ví dụ như chợ búa bếp núc hay là chăm chút nhà cửa nấu ăn luôn rồi thì ai dạ, là người làm? Mình làm. Anh làm hết. Dạ. Mẹ còn khỏe không anh? Còn tự tự hoạt động, tự sinh hoạt được hết. Tự sinh hoạt. Cũng giúp coi cháu đồ này kia được trong những lúc mình đi làm. Dạ. Đúng không anh ạ? Cũng may ha. Cũng đỡ và mong cho em cũng mong cho bác ở nhà có sức khỏe nhiều để mà chia sẻ với anh ha, để dạ, lo cho con cái. À, em cũng rất là ngưỡng mộ anh. Mà một mình ảnh làm như vậy thì đây cũng là một người đàn ông rất là có trách nhiệm và rất là chịu khó. Nghe qua cái câu chuyện của ảnh thì mình cảm thấy như thế nào? Thấy cũng cảm động cho ảnh. Cái người nó có cái khó khăn như vậy thì em có ngại em sẽ cực khi lấy ảnh. Cũng có hơi một chút xíu. Dạ. Sợ ngại làm về không biết là có đủ hay hai người có đủ mà để dung đắp cho gia đình không? Cái đó thật ra là cái vợ chồng nó là một cái duyên cái nợ. Trước mắt thì mình cũng khoan suy nghĩ nhiều như vậy. Rồi mọi thứ mình cảm nhận từ từ bằng cái trái tim của mình. Mình cho đi mình sẽ nhận lại từ trái tim đến trái tim. Cái nguyện vọng em mong muốn tìm một cái người chồng tương lai như thế nào? Có kinh tế ổn định, biết quan tâm đến người thân trong gia đình, biết chia sẻ lẫn nhau. Bằng em hoặc cao hơn em? Bao cao luôn. Thầy dạy chưa vũ bao cao. Hơi gầy một chút, phải vỗ béo một chút. Thế còn anh mong muốn tìm người vợ tương lai như thế nào? Mong muốn của mình thì có một người phụ nữ hiền, biết chăm lo cho gia đình. Còn về ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Rồi thí dụ mình tiến thêm bước nữa, anh có muốn có thêm con không? Dạ, nếu có thì càng tốt. Mình nghĩ mình có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con nữa không? Có thể nổi. Có thể nổi. Okay, bây giờ thì đâu, chị em có hình không? Chị, anh có hình không cho em coi. Hình này chụp bao nhiêu năm mà anh? Dạ, được 2 năm. Dạ, đây là những học viên của mình hay là bạn bè của mình? Học viên đó hả? Rồi, đây. Đi, dễ quá mà. Có cổ ở chổng luôn đó. Chị cao lắm là chắc này. Nè, thầy đó ha, thầy kêu Vũ đó. Hơi ốm. Hơi ốm, ông ở ngoài đỡ hơn chút. Ở đây đâu, cổ đâu? Chắc cô áo vàng. Chắc cô áo vàng hả? Mời hai anh chị nhìn vào cửa trái tim để xem cái cảm nhận hôm nay của mình đúng hay không nha. Dạ, mời anh chị. Ở ngoài với ở trong khác nhau không em? Dạ cũng giống, không khác. Cũng giống không khác, còn bên đây sao? Dạ, sai rồi. Sai rồi. Sai rồi, giờ nhận ra chưa? Dạ nhận ra. Đâu? Cô áo xanh. Đúng rồi. À, rồi cái gì nè? Rồi. Đây, có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em coi là... đi coi. Ồ, nhà mỹ phẩm. Người ta nói ông bà mình có nói là phụ nữ không có xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Dạ. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra thì anh cảm thấy như thế nào? Dạ thì cũng hơi bất ngờ, có thể là cũng tốt ạ. Còn em gái thì sao? Dạ cũng có chút dễ mến. À, bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện thêm cho hai anh chị có cơ hội trò chuyện và tiếp xúc với nhau ha, để mình có thể từ từ mình tìm hiểu mình hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần ẩm thực tại nhà hàng My Mother. Xin mời.
Cát Tường xin mời hai anh chị nha. Chúng ta sẽ thưởng thức cái món đây là bánh bắp Mexico nướng với heo xông khói và phô mai. Thì bánh bắp nó rất là giòn, giòn rụm luôn, mà nó nướng cùng với thịt heo xông khói, nó mặn mặn hòa quyện với cái vị béo béo của phô mai, ăn vô là ghiền luôn. Em chúc anh chị một buổi ăn thật là ngon miệng tại nhà hàng My Mother, và vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Tự nhiên nha em gái. Anh đi cưng. Tự nhiên. Xin mời. Dạ em mời anh. Cảm giác thấy cũng dễ mến, cũng dễ gần gũi. Ở nhà là anh đi chợ nấu ăn cho mẹ anh với con anh luôn. Mẹ anh có phụ gì cho anh không? À, thì ở nhà thì mẹ có thể là những lúc anh đi làm thì mẹ ở nhà giữ cháu. Dạ. Thì nói chung thì bà cũng lớn tuổi rồi, hơn 80 rồi. Mẹ cũng, nhưng mà cũng còn khỏe. Mẹ của bé có thường xuyên qua thăm không? À, cái đó thì thỉnh thoảng. Dạ. Rồi mời em Dục. Trong cuộc sống á, cái gì để mà duy trì cho cái cuộc tình mà nó, cái đời sống hôn nhân nó lâu dài? Biết chia sẻ lẫn nhau và biết quan tâm. Chẳng hạn như ví dụ công việc của anh, có nhiều khi là cũng đi làm nhiều chẳng hạn, thì những cái lúc như vậy em có cảm thấy buồn hay thế nào không? Nhưng mà cũng phải dành một chút thời gian cho gia đình. Thì anh cũng nghĩ vậy. Em thấy món ăn này thế nào? Dạ ngon. Ngon ha. Dạ. Anh phải ăn những món này nhiều vô tặng cho mặt. Anh hơi bị ốm. Có nhiều khi đi làm nhiều đó, cũng như là cái bộ môn này nó vận động nhiều lắm. Dạ. Nếu mà sau này có dịp thì anh sẽ có thể là tập hướng dẫn cho em những bước đi tốt cho sức khỏe. Dạ cảm ơn anh. Nếu vậy thì những cái lúc mà dịp cuối tuần thì anh thường đi công đi giải trí những cái gì? Dạ thỉnh thoảng mấy chị đồng chung có rủ đi cà phê, em cũng vẫn có đi. Nếu có dịp sau này anh mời cà phê. Dạ. Em phải vô cứu anh chị này mới được. Nãy giờ nghe cũng không nói chuyện gì được với nhau nhiều. Cặp đôi này là nếu mà muốn là phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn nữa. Chứ ở cái tuổi này của mình mà để tìm một người mà nó giống như tình yêu như tuổi trẻ mà nhanh thì nó hơi khó. Mình cần cái người đồng điệu, tri kỷ có thể chia sẻ được với nhau. Rồi từ từ tình yêu rồi cái sự đầm thắm nhẹ nhàng nó mới đến. Nãy em nói em nghe, ngoài anh nói là khi Vũ khỏe lắm, vậy là anh khỏe lắm phải không? Dạ. Con nói chung thì không có bệnh gì hết à. À, không có bệnh gì hết. À, thì biết đâu nó cũng giống như mình tập yoga vậy đó. Thì bây giờ có một bộ môn nghệ thuật mà mình còn có cái thư giãn giải trí, có âm nhạc nữa, nên theo học thử khóa của ảnh coi sao. Dạ. Biết đâu mình có một cái đam mê luôn, và cái tuổi này mình có những cái giây phút mà vợ chồng hay mình cuối tuần mình cũng thư giãn cũng hay, chị thấy cũng hay á. Hôm nay mình có đi có gia đình đi theo ủng hộ không? Có ai không? Có gì em đi theo ủng hộ. À, gì ruột hả? Dạ gì bà con. Rồi. Ừ, hôm nay mình rồi có ai đi, dạ, đi có theo con gái theo à? Có bé gái đi theo hả? Rồi dạ giờ mời dì với mời con gái vô trong này mình trò chuyện chút nha. Chào. Dạ chào dì. Dạ chào dì. Dạ xinh đẹp và dẫn chương trình duyên dáng quá. Dạ cảm ơn rất dì. Là thích cái dẫn chương trình hẹn hò. Dạ, hôm nay dì nhận xét về anh này như thế nào ạ? Thấy em cũng hiền. Hai đứa thì cũng thấy cho nhau cơ hội đi. Dạ. Để mà tìm hiểu, cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Còn lập gia đình nữa. Dạ. Nhưng mà dì có thấy về cái hoàn cảnh của ảnh đó, có mà con nhỏ có mẹ như vậy thì dì có ái ngại gì cho cháu của mình không, hay dì thấy đó là cái điều bình thường? Cũng có cái ái ngại, thì nó cũng khó khăn là bước đầu thì về nó phải gánh vác thêm là phải dạy dỗ. Dạ. Mình với con cháu đúng của rồi ảnh. Nếu mà nó hòa nhập được thì càng tốt. Dạ. Đó. Thật ra con nít mà thương nó thương đúng lại rồi. Dạ chứ thời buổi giờ cũng đâu có mẹ ghẻ con chồng đó không, đúng không vậy? Đúng rồi đúng rồi. Đó, mình thương con nít mình thường mình thấy mình cũng thương người nữa. Dân mà thấy con thương chứ nói chi là ruột, cái người của mình thương, mình yêu thương. Tùy con muốn quyết định thì con cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi. À, còn con gái sao con? Qua đây. Con mấy tuổi? Con 9 tuổi. Qua đây với cô Tường. Con tên gì? Con tên Kim Châu. Em tên Kim Châu. Rồi giờ con chào gì đi? Con chào gì? Con chào gì? Con thích gì không? Thí dụ như giờ mấy mốt về ở chung nhà với con luôn là chơi với con chịu không? Thích chịu. Thì con có quậy phá không?
Có nghe lời gì không? Có. Rồi hàng ngày là ba đưa đón con đi học. Dạ. Con có hay nhớ mẹ không? Có lúc. Có lúc hả? Dụ giờ con đang ở nhà với bà nội nè. Ba đi làm là con ở nhà mình với bà nội đúng không? Vậy bây giờ thí dụ có thêm một cái gì nữa vô ở chung với con luôn, con chịu không? Chắc không? Vậy giờ con tới con nắm tay dì, con nói dì ơi, mai mốt dì ở chung với con nghe thử coi. Mai mốt dì ở chung với con nha. Dì ở chung với con nha. Cảm ơn con. Trời ơi bé thấy thương quá. Được hiền quá. Ba con nít nó hồn nhiên ngây thơ giống như. Tại sao mà mình chị kêu bé nói chuyện với em? Để mình cũng cảm nhận được, mình thấy con nít đâu biết gì đâu đúng không gì? Những cái đứa bé mà nó đã thiếu thốn tình cảm của một người cha hoặc một người mẹ thì cơ bản là nó đã thiệt thòi rồi. Nếu mà chị yêu thương ảnh thì đương nhiên chị sẽ yêu thương con ảnh. Đừng có mặt, đừng có ngại. Vấn đề ai nói ra nói vào, mẹ ghẻ con chồng không có, chuyện đó xa xưa rồi nha. Mà cơ bản nó là như vậy, thấy quá trời dễ thương luôn. Con có theo ba tới chỗ ba dạy kêu vũ không? Con thích kêu vũ không? Ba có dạy cho con chưa? Con dạy cho con chút. Đâu giờ con lên trên biết điều gì, con lên con nhảy một cái cho cô Tường coi coi. Lên trên này nè. Rồi giờ con biết điều biết cái gì con nhảy thử cô Tường coi coi ba dạy cái gì trên này. Nhảy cho cô coi ha, mà cô thấy đẹp nó thấy ngon lành là mấy mốt cô về làm bạn với con á. Cái điều này điều gì vậy ba? Điều bí bóp không? Điều bí bóp. Biết không? Cô Tường không biết điều đó. Cô Tường biết nhảy cha cha cha, cô Tường biết bí bóp, con giỏi hơn cô rồi đó. Vô đây vô đây vô đây. Mốt mình làm bạn nhau, mình đi kêu vũ chung được không? Rồi cô Tường chúc con là học giỏi nè, thông minh nè, nghe lời bà nè. Rồi hy vọng sau này con sẽ có được một người mẹ tuyệt vời ở với con nha. Rồi cảm ơn con gái. Dạ con cảm ơn dì. Dạ con cũng hy vọng ngày hôm nay con kết đôi được cho cặp đôi này. Rồi cảm ơn con gái. Xuống dưới ngồi đợi ba nha con. Trời ơi bé thì cưng ghê. Rồi Tường cũng cho thêm anh chị những cơ hội để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Mỗi người đọc lên cái yêu cầu của chương trình gửi cho mình đi ạ. Xem nó là như thế nào. Anh đọc trước cho anh. Bạn trai hãy nắm tay và nói lời hứa hẹn chăm sóc bạn gái. Ồ, đây là cái yêu cầu của chương trình, nhưng thật ra em nghĩ anh cũng nên làm luôn. Bước qua đây ạ, chứ không cần phải yêu cầu gì hết trơn á. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng là một cái duyên. Thì nếu mà mình đến được với nhau thì anh sẽ có thể là chăm sóc cho em. Đi đến cuối con đường. Cuối con đường. Đưa em qua những con đường tình yêu. Dạ cảm ơn anh. Dạ được rồi, cảm ơn anh chị. Rất là tình cảm ha. Rồi mời em gái đọc cái yêu cầu của mình thôi. Bạn trai hãy hướng dẫn bạn gái một vài động tác khiêu vũ đơn giản. Rồi đó giờ biết khiêu vũ không? Dạ không. Rồi mời anh bây giờ lên tới phía trên đó. Rồi. Trong khiêu vũ thì điệu rumba là dễ đi nhất. À em tưởng xì lô dễ nhất chứ. Xì lô đi qua đi lại. Rồi rumba mời anh. Rồi em bước chân phải lên một bước. Rồi em lùi chân trái đi ba bước. Tiến lên ba bước. Rồi lùi trái ba bước. Rồi bước ngang. Rồi tiến lên ba bước. Có thể thư giãn thả lỏng chút nè. Bắt đầu mình đừng nhìn xuống chân nữa, là mình nghe ảnh thôi, nhìn mặt ảnh đi. Ảnh nói với mình bước theo. Đúng rồi. Nói anh. Rồi mình bước ngang. Rồi đây là cái điệu cơ bản đầu tiên trong bộ môn khiêu vũ. Cổ học mấy buổi thì cổ mới nhảy được nhuần nhuyễn cái điệu này anh? Dạ khoảng một tháng. Một tháng. Học phí bao nhiêu thầy? Nếu mà người ngoài á thì 500 một tháng. Dạ. Còn nếu mà người nhà thì không. Còn nếu mà người nhà thì không. Người nhà anh phải đóng phí lại. Dạ. Rồi đưa nhiều của về chỗ đi anh ơi. Dễ thương quá. Là một mình anh dạy hay là có nhiều thầy cùng dạy chung hay là dạ. Chỉ một lớp một thầy? Dạ có một mình thôi. À, một cái buổi học mà đông nhất thì là mấy học viên mà ít nhất hơn là mấy... 10 người. Còn 10 ít người. Nhất thì khoảng 4 người. Dạ và một ngày mình dạy mấy ca? Dạ hiện tại buổi sáng là 2 ca, buổi chiều 1 ca. Vậy là một ngày cũng được 3 ca. Thì nói chung là chị thấy kinh tế nó cũng là ổn định đó. Tính sơ sơ thôi là người này một lớp vậy là 5 triệu, từng 3 một tháng 3 lớp phải có 15 triệu rồi. Mà ngày nào cũng dạy hay là chỉ 2-6 hoặc 3-5-7? Dạ 2-6, 3-5-7. À, vậy là nhiều nữa. Hồi nãy mình mới tính là tháng có 3 lớp à, nhưng thật ra là 2, 4, 6, 3, 5, 7. Sáng 3 lớp à, ngày sáng 2 lớp, chiều lớp, vậy là một tháng có thể dạy được 6 lớp. Dạ, khá nhất. Ừ, lần tháng 30 triệu à, tôi tính dốt dốt cũng ngon lành được à. Em có mong muốn có con không?
Dạ cũng có. Đó, mình có con riêng nữa thì là mình phải có cái kinh tế ổn định. Lương em cũng ổn định, anh này chị nghĩ cũng ok. Nhưng mà nếu mình tích góp được một chút mà cho tương lai con cái đi, sau này mình hưu đó, thì chị nghĩ là có thêm một cái kinh doanh gì đó, nó tại nhà, cái gì đó nó thêm lợi nhuận một chút nữa thì nó ổn định hơn cho mình ha. Nhưng chị thấy cơ bản là vấn đề là mình tìm được người hợp ý, hiểu với mình thì đó mới là quan trọng nha. Rồi, thật ra thời gian thì không có nhiều để mình chia sẻ hết đâu. Thế thì anh chị còn lời nào muốn dành cho nhau nữa không ạ? Mỗi người nói một câu thôi. Cảm xúc của anh hiện tại, anh cảm thấy như thế nào? Trong lòng thì cũng vui ạ. Nhưng mà mong muốn của anh thì giống như là đến đến đây thì cũng chưa có tìm hiểu nhau được nhiều. Thì có thể là sau này gặp nhau nhiều hơn thì sẽ biết để mà tìm hiểu nhau. Nếu tốt, nếu mà tốt đẹp thì có thể là đi trên một con đường lâu dài. Suy nghĩ của em như thế nào? Suy nghĩ của em thì... Cảm nhận cảm xúc của mình. Mà em mong rằng anh biết quan tâm cho gia đình hơn. Tránh nhà lần trước. Chị nghĩ đó cũng là bài học xương máu của anh rồi. Từng này quá nửa tuổi đời rồi. Phải kỹ và phải rút kinh nghiệm chứ không thể nào gian dở một lần chứ. À, mời anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Và sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu như mà anh chị muốn cho nhau cơ hội thì mình bấm mạnh vào cái nút giùm em. Nếu mình cảm thấy là đối tượng không phù hợp thì mình có quyền lấy tay ra. Đây là quyền của anh chị nha. Mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Hãy sống đúng với cảm xúc của mình. Nhắm mắt lại đi ạ. Và suy nghĩ lại, lắng động lại một chút xíu về những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ, những cái gì mình đã chia sẻ cho nhau nha. 1 2 3 Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Mời mình qua bên đây đứng ạ. Ngày hôm nay Tường rất là vui khi đã kết nối được cho anh chị. Thật sự là đây là trường hợp cũng rất là đặc biệt. Em thì lớn mà chưa có cái kinh nghiệm trong cái hôn nhân ha. Anh thì có hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Một người đàn ông mà chị nghĩ cũng rất là chịu thương, chịu khó. Hy vọng rằng với cái sự khởi đầu ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những cái thời gian bên nhau, tìm hiểu nhau nó kỹ lưỡng hơn, chân thành hơn, để có thể có được một cái kết quả viên mãn giống như là anh mong muốn nha. Rồi, chúc con gái sức khỏe ngoan ngoãn nha. Hy vọng con sẽ sớm có mẹ nha. Về ở chung nha, được không? Dạ, con chúc gì sức khỏe luôn. Chị Dạ, hai bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình nha. Rồi, mời bạn trai giới thiệu trước nha. Mình tên Lê Xuân Hải. Hiện đang ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hải đang làm công việc gì? Mình đang quản lý nhân viên công ty bảo vệ vệ sĩ. Đó là mình đi làm cho người ta hả? Đi làm cho người ta, dạ. Mình là nhân viên, dạ. Rồi anh Hải là năm nay sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1978. 1978, trời, hôm nay là 45 tuổi rồi ha, dạ. Đẹp ha, tuổi đẹp ha. Rồi, ngoài việc công việc đó ra thì Hải còn làm công việc gì nữa không? Có mới mở thêm, hùng thêm với bạn kinh doanh xe máy điện. Xe máy điện? Xe máy điện của VinFast. Là xe chạy mà mình không có đeo, họ không cần nó bảo hiểm mà. Có chị, cũng phải đeo. Không đeo, vẫn. Nó là bao nhiêu phân khối? Tốc độ nó về cũng có chiếc ngang bằng xe 150 phân khối luôn. Cái xe đạp điện thì mình mới không đổi. Dạ, con này là xe máy điện. Chỉ có cái là nó bằng điện thôi chứ. Dạ. Thay vì mình chạy xăng, dạ, thì mình chạy điện. Có nghĩa là cũng phải có bằng lái xe không đâu. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Cập nhật thông tin chút, đang lộn với xe đạp điện. Xe đạp điện là không cần bằng lái xe, không có cần cái nó bảo hiểm. Điểm mạnh điểm yếu của anh Hải là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì cũng hòa đồng, cũng cái tính thương người. Cũng đôi khi cũng rất là năng động. Còn điểm yếu của em thì chắc là hơi đôi khi cũng hơi chậm, hơi quên một chút, hơi quên. Sở thích của mình thì lúc mình rảnh rỗi thì mình sẽ làm gì? Thích lúc rảnh rỗi thì em thường xem phim hoặc là đi chơi với bạn bè, đi xem phim hoặc đi du lịch cuối tuần. Rồi, cảm ơn anh Hải nha. Đó là những cái thông tin sơ bộ về chàng trai 45 tuổi bên này. Rồi, còn em gái? Dạ, em tên là Lê Dung. Em làm kế toán ở công ty logistics. Em là 41 tuổi. Dạ. 41 tuổi là cũng sinh 82 rồi. Dung đang làm công việc gì? Dạ, em làm kế toán cho một công ty logistics. Mình đang sống ở đâu Dung? Em nhà em thì ở quận 9, mà công ty chính của em là em ở quận 4, mà em mới đi công tác ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nên là tạm thời em làm trong thời gian ngắn sẽ làm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Có nghĩa là tạm làm Vũng Tàu thôi. Dạ đúng rồi. Sau này mình về lại trên này. Dạ. Tạm là bao lâu? Là chắc tới Tết ạ. Tạm là như là thời gian ngắn hạn thôi chứ gì. Dạ. Rồi mình đang ở với ai? Đang sống nhà? Dạ, em ở trên này thì em ở với mẹ. Còn ở dưới Vũng Tàu thì Bà Rịa thì em thuê phòng em ở. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì?
điểm yếu của em thì là vô tư quá nên đôi khi nó trở thành vô tâm. Còn điểm mạnh của em là em thích đi thiện nguyện và em thích đọc sách và phát triển học và học các lớp phát triển bản thân. Bây giờ mà còn có người thích đọc sách là giỏi rồi. Đôi khi tôi mua sách về quá trời mà để em tủ hoài lâu lâu dần dần. Mình cũng mua sách nhưng mà không có đọc, không có thời gian để đọc. Nếu rảnh rỗi thì mình làm. Dạ lúc rảnh rồi em thường hay đọc sách và em tập yoga. Tập yoga nữa? Dạ. Wow. Rồi đợt này đi xuống dưới vậy là chắc là cũng đọc sách thôi chứ tập là tầm rồi có tự tập không? Dạ, vẫn tự tập luôn. Không, em đi ra trung tâm chị. Trời ơi giỏi dữ vậy đó ha. Dạ. Rồi tình duyên thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi nè. Dạ em đã có một đời chồng và đã ly hôn rồi. Có cháu nào chưa? Dạ em có được hai bé, một bé gái 10 tuổi và một bé trai 6 tuổi. Mà hồn là do con ở với ai? Dạ con em ở với ba với ông bà nội ở ngoài Đà Nẵng. Nên là em sống ở đây có một mình, cũng muốn tìm một người để cùng lúc có về già có nhau. Có mình có thường hay thăm nom con không? Có ai được gặp con không? Dạ có, ông bà nội vẫn tạo điều kiện cho em gặp thường. Nhưng mà hồi trước vậy là hồi trước là em ra lập gia đình là đi ra Đà Nẵng hả hay em sao? Lập gia đình là ở ngoài ở Sài Gòn. Nhưng mà sau khi mà em sinh em có bầu bé thứ hai thì ba bé đi về quê. Xong đến khi em sinh xong thì ba bé đi về quê luôn. Nên em nuôi con một thời gian thì em thấy con em nó thứ nhất là nó hơi bị thiếu thốn tình cảm gia đình á, tại vì nhà em thì cũng không có đông người nên là việc chăm sóc bé cũng không có được tốt bằng gia đình chồng, nên gia đình chồng cũng nói chung là cũng phục em và cũng rất là thân mến em. Tại vì thường chị thấy con nhỏ thì ở với mẹ hả? Tại vì nhà em thì ít người, gia đình chồng thì rất là đông. Mà nguyên nhân mình lấy nhau được bao lâu, nguyên nhân là sao đi? Dạ em lấy. Bạn sẽ tỏ cho bạn đang nghe. Anh nghe, nghe không? À, đang nghe. Rồi, anh lớn lên xíu nha. Dạ em lấy được 8 năm. Thực ra chồng em thì cũng rất là tốt, rất là thương vấn to và cũng không được chèn cờ bạc, ấy gì hết. Có điều mà không mạnh mẽ và hơi trong cái hành động, cách làm nó không có được mạnh mẽ. Nên là đôi khi là em rất là vấn đề với lại. Không có được mạnh mẽ lắm là sao không? Mình là lắm trong cái suy nghĩ, trong cái quyết đoán hay là cái trong người hay là như thế này? Không có được quyết đoán mạnh mẽ nên là hay bị tác động bởi gia đình thì ví dụ như là em với chồng em cùng đi học đại học ấy. Em thì lại thích đi làm, còn chồng em thì lại thích kinh doanh bán tải. Nhưng mà em thật ra em với chồng em đều mua bán không có tốt, nhưng mà chồng bị thua lỗ rất là nhiều. Nhưng mà chồng em vẫn mua bán, em cũng phụ chồng em vẫn đi làm, nhưng vẫn phụ chồng em mua bán. Chịu, chồng em bắt em là phải nghĩ rằng luôn á. Em gọi em bán thì không có được á. Một thời gian thì nó mất tầm quan điểm. Dạ, chứ còn anh thì thật sự cũng không tốt. Với lại chắc là do em còn trẻ nên cũng không kém neo để biết cách. Rồi mình có hòa giải được gì trong thời gian không hay là? Có, rồi em cũng đi hôn cũng hòa giải. Nhưng mà chồng em khi đó là chồng em đi về quê rồi thì anh không có muốn nữa. Chính thức là ly hôn là vào được bao nhiêu lâu rồi? Dạ. Mới 2 năm thôi. Nhưng mà ly hôn thì là cũng 8 năm. Tổng cộng là 8 năm. Rồi bây giờ anh đã có gia đình mới chưa? Dạ chưa. Vẫn chưa? Dạ. Có khi nào anh liên lạc với em không? Dạ không, em gọi bình thường thăm con em thôi. Nói chung bọn em chỉ dùng quan điểm với nhau là ở mức độ bạn bè. Em về thăm con thì anh với em cũng chở con đi ăn sáng uống cà phê như hai người bạn bè thôi. Tại vì bọn em nói là con nó đã không đủ tình cảm của cha mẹ rồi, cho nên là sẽ tạo điều kiện cho nó tốt nhất. Chứ cũng không có chỉ dừng ở một mức độ bạn bè. Nhưng mà hai đứa con là không ở với em nữa vậy là 8 năm luôn rồi hay là mới 2 năm sau này thôi? Dạ không, em nuôi con em, con lớn, con bé của em nuôi hai bé sau này được 1 tuổi thì mới về ngoại quê. Dạ. Dạ ông bà nội nói là bé lớn đến tuổi học lớp 1 rồi nên là bé cho ổn định để đi học. Dạ. Rồi giờ nên cuộc sống của em trong này cũng ổn định rồi ha. Bây giờ mình là coi như là tính tới chuyện tương lai, lo cho mình cái mái ấm gia đình đúng không? Dạ. Rồi còn tình duyên của mình như thế nào nè, tình trường mình trải qua mấy mối tình? Em thì cũng cưới vợ cũng hai vợ chồng sống cũng được 10 năm rồi. Năm 18-19 thì kinh tế gặp khó khăn cái xong rồi vợ em tự ý lấy hộ khẩu của mẹ em đứng tên đi vay ngân hàng á. Rồi không biết là giấu chồng giấu mẹ chồng đi làm gì vay mấy trăm triệu làm ăn không biết gì nữa, rồi coi như là thiếu nợ ngân hàng tới đòi với rồi cái xong mà mẹ em cũng buồn đó, rồi cái em mới đơn phương ly hôn. Rồi
hoàn cảnh đó thì giờ vợ em cũng mấy năm đó là trốn nợ luôn, trốn nợ ngân hàng, rồi đơn phương ly hôn, rồi vợ em thì nuôi con, nuôi con bé bé được 10 tuổi, em này chu cấp. Mà bây giờ là khi mà ly hôn là mình bây giờ mình cũng không biết là cổ làm gì, rồi cổ lấy cái hộ khẩu nhà đi cầm vậy rồi mình phát hiện ra là rồi ly hôn luôn. Dạ thì phát hiện ra là ngân hàng tới đổ nợ, ngân hàng tới hai ba ngân hàng tới đòi nợ, mẹ mà em cũng phụ trả nợ một phần, rồi cái xong rồi cô ấy trốn nợ là thôi em đơn phương ly hôn. Trốn nợ xong để con theo. Thì mấy năm gần đây mới quay về đứa con rồi đó. Có người mới rồi, đang ở với người mới. Có nghĩa là cái thời gian trốn nợ đi là anh không biết cô đi đâu. Dạ, đã em đưa con. Đơn thân đưa con, rồi sau đó cô về lại cô tiền. Rồi mình cũng cho nhận mấy cháu. Mà một bé 10 tuổi, bé gái. 10 tuổi rồi cho con ở với mẹ luôn. Là bây giờ cô cũng ổn định rồi. Giờ ổn định với người mới. Hết trốn rồi ha, coi như nợ nần rồi đàng hoàng, đem con đi nuôi rồi. Rồi vậy là đọc bao nhiêu năm rồi, vậy là ly hôn được bao lâu rồi? Ly hôn là năm 19 á chị. Mà sao cổ làm cái gì mà lúc đó cổ làm cái gì mà anh chồng trong nhà mà cổ làm công việc gì, kinh doanh gì mà anh không biết? Thì lúc đó cũng đi làm nhà nhân viên cho người công ty cho người ta thôi, rồi không biết tự ý lấy hộ khẩu của mẹ đứng tên là đi vay ngân hàng, không nói một lời, không nói một lời. Anh đi làm gì không biết luôn? Không giấu em không biết làm gì luôn. Nói mượn hộ khẩu, mượn giấy tờ để đi xin việc mới, rồi xong rồi đem đi vay mấy ngân hàng mấy trăm triệu vậy á, rồi làm gì á đổ nợ ra mấy là ngân hàng ta tới đòi nợ. Bây giờ còn gặp con không, có gặp con không? Cũng có chị, thường thì lâu lâu thứ bảy lễ lập, thứ bảy chủ nhật rồi. Là vẫn giờ bây giờ còn vẫn biết cái cô vợ gia đình là vẫn ở đâu mình biết không biết địa chỗ ở, nhưng mà chờ rảnh, cổ rảnh thì cứ chở con về thăm. Cổ chở về cho mình thăm. Dạ. Hay là bây giờ mình cũng mấy năm rồi ha. Dạ. Là sẵn sàng để có mối quan hệ mới chưa? Dạ cũng có, sẵn sàng. Anh lo lắng điều gì không khi mà mình bắt đầu bước vào một cái mối quan hệ mới? Cũng không có lo lắng gì, nó cũng mong là hai người có thể cho mối quan hệ tìm hiểu nhau để có gì có hợp thì sẽ tiến xa. Nhưng mà em vẫn thắc mắc một chỗ là hai vợ chồng ở với nhau 10 năm rồi chứ không phải là mới lấy 1-2 năm. Dạ. 10 năm rồi con cũng lớn rồi, cái là mình cũng hiểu nhau rồi. Rồi vợ mình làm cái gì mình đổ nợ mấy trăm triệu mình không biết rồi, cái đổ nào cổ bỏ đi rồi mình không lo lắng đi kiếm nó bỏ đi, cái mình làm ly hôn luôn vậy. Không, có nghe hai em cho cơ hội là 2-3 năm để tự đổ nợ là năm 16 á. 16 xong rồi là em tới em giao điều kiện vợ em có muốn về để phụ làm trả nợ với anh á, thì hai đứa mình còn ở lại làm nuôi con. Thì xong rồi có không về, có nói rồi em cũng tự một mình làm trả nợ cho cổ, tại vì cái hộ khẩu là đứng tên mẹ em, ngân hàng tới kêu tên mẹ em để đòi nợ không, rồi em phải đã đứng ra em trả nợ. Rồi cuối cùng thì cái nợ đó là anh trả hay là cổ hay vợ anh trả? Dạ em trả hết. Chứ cổ mất khả năng chi trả. Vậy sao phải nói vậy, đi lấy chồng mà lấy chồng khác, có gia đình khác rồi trả là mới đây chị, là mới là mới năm 2020 vậy là nợ nhiều lần rồi. Dạ cũng ý nói là nợ nhiều mà không trả hết á, không trả hết đó em ấy. Coi như là cổ cũng có ý là cổ muốn dứt đúng không? Dạ rồi, coi như là vậy. Em nghe câu chuyện của ảnh thì em có gọi là cảm nghĩ gì với câu chuyện của Đức luôn? Dạ em thấy vợ chồng ở với nhau mà sao đi vay mấy trăm triệu mà đến nỗi độ nợ mà không biết, thì anh chắc thực sự là hiểu tâm tư và quan tâm đến vợ anh nhiều chưa? Kìa cổ hỏi kìa. Em nói lớn hơn một chút mà. Lớn hơn. Em hỏi là hai vợ chồng cùng sống với nhau cũng được 10 năm mà vợ cầm hộ khẩu đi vay mấy trăm triệu đến nỗi mà đổ nợ nhiều lần anh vẫn không biết, thì liệu anh đã hiểu được tâm tư của anh nhiều chưa, có quan tâm và chia sẻ với vợ của anh nhiều không? Thì cái đó không phải đổ nợ nhiều lần mà là một lần cổ vay nhiều, vay mấy trăm triệu rồi vậy, như là rồi lúc cổ mất khả năng chi trả thì cổ mới nói ra ngân hàng tới đòi, nó nói ra mình mới biết. Thì một phần là cũng do cái thời gian đó là mình làm cái kinh tế nó khó khăn, cổ cũng muốn gánh một phần vậy, mà cổ không nói mình không bàn gì hết, tự ý cổ đi làm như vậy.
có nghĩa là được mượn nợ có một lần thôi, mà trả tôi tới từ 2016 tới 2019 chứ không phải là mượn nhiều lần. Anh mượn có một lần thôi à, rồi trốn đi rồi trả mày nghe, chứ không phải mượn nhiều lần. À, mà anh nói là nhiều khi là cũng cải thiện, phụ nữ là cũng có hay cái mấy cái hay tự ý giấu giấu chồng, chồng nhiều khi nguyên tắc không có dám mạo hiểm, thì trong lúc khó khăn kinh tế thì tự nãy đi luôn tới hồi nó đổ nợ ra mới biết, chứ không phải là nói chung là cái này cũng là bất đồng quan điểm xong, mà nói chung do kinh tế khó khăn nó mới gây ra nhiều cái vấn đề. À, rồi thì bây giờ hai người thấy hoàn cảnh của chị thì cũng tương tự như nhau, thì bây giờ mình mong muốn khi mình tìm một cái người mới nữa đó thì hỏi em gái trước nha, mình mong muốn tìm tìm người chồng, việc đầu tiên là phải chung thủy, cái thứ hai là phải chia sẻ, thấu hiểu và quan tâm. Tại vì có sự chia sẻ, thấu hiểu thì mới có sự đồng điệu về trong tâm hồn và mới cùng quan điểm được, chứ không lớn em là như vậy là và phải yêu em lắm. Vì em cũng lớn tuổi rồi chứ cũng không phải là còn trẻ mới lớn mà đòi hỏi yêu cùng em, đối với em như thế nào? Sẽ hiểu nhau, cảm thông với nhau mới là cái quan trọng nhất. Cái thời buổi này mà kiểu yêu hay là tình yêu sét đánh như tuổi trẻ thì cũng không có đâu. Quan trọng là mình thấy được cái người đó có tiếp một cái chân thành và quan tâm, hiểu mình, yêu thương mình là được, đúng không? Rồi, về ngoại hình hay là về tính cách hay là gì đó, mình có cái yêu cầu gì đối với đối phương không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được ạ. Chắc là phải cao hơn em. Chứ phụ nữ là khó lắm mà. Thường thường là phụ nữ sẽ khó tính là sẽ kén chọn đàn ông. Trời ơi, cái con ruồi nữ phương hoa nhiều quá. Thật ra thì phụ nữ mà hai nó còn cười vẫn còn mai hoài đây nè, vô xử lý cũng đang là tuổi rồi cái vô bắt rồi đi, các từ tức là vương hoa hồng hay là nó buồn thì chỉ cái tay này có thôi. Bay rồi, bay rồi, bay đâu ra ngoài rồi. Thật ra thì chị là chị thấy đàn ông á vậy coi vậy chứ dễ tính hơn phụ nữ mình, phụ nữ mình là khó tính hơn, kén chọn hơn. Nghe đàn ông thì nhiều khi gặp người ta cũng người ta cần thì người ta dễ dàng chấp nhận người này người kia, người ta dễ chịu hơn, cái tính người ta dễ chịu hơn. Phụ nữ mình nhất là đã gãy đổ rồi đó, coi thấy cười cười dễ dễ, như lúc nào hỏi cũng già sao cũng được, già sao cũng được, miễn thương em là được. Mà cái sao cũng được đó đó là khó lắm, rất là khó tính. Nhưng mà thôi thì cũng một lời khuyên chân thành là mình cũng mở lòng ra. Và chị thấy em có vẻ cũng là hồn nhiên như này, em cũng có nói mình đó là cô lo đó, thì có thể chị hy vọng là em sẽ có cái cuộc sống nó thoải mái, nó tốt hơn. Tại vì cái nhu cầu mình ít á, mình đừng đặt cái tiêu chí quá cao thì mình sẽ dễ dàng chạm được hạnh phúc. Còn mà khó quá là giống như chị Tường luôn á nha. Là tuổi xuân trôi qua đó, mình không muốn sanh thêm bé nữa không? Dạ, nếu mà em lấy chồng mà thật sự chồng em đã hay cùng muốn á, để giữ gia đình của gia đình nhẹ đúng rồi đó, cho nên là phải nhanh lẹ chứ không thôi là không kịp, như tới như chị Tường là hút luôn rồi nha. Đó, chia sẻ vậy đó. Rồi thế còn bên đây anh thì như thế nào, mình mong muốn tìm cái người trong tương lai mình là như thế nào? Chung mà có gì thì cũng san sẻ, kiếm một người vợ biết san sẻ, em cũng san sẻ với người vợ đó. Cái gì thì vợ chồng bàn với nhau, đừng có mà tự ý hay giờ là tự quyết mà không tôn trọng nhau. Em sống thích hòa đồng vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau. Trong mình cái gì mình muốn mình phải nói ra mà mới người ta mới biết, chứ không ai mà không có thần thánh nào mà đón trước suy nghĩ của đối phương được. Để đàn ông thì thường hay kém trong cái mảng đoán á, mà phụ nữ mình thì cứ thích là đàn ông phải đoán. Tế nhị là người mà là tinh tế là phải đoán. Nhưng mà thật sự yêu mình, cái quan điểm của phụ nữ mình á là hãy yêu thương mình á là có sự quan tâm, mà quan tâm thì sẽ hiểu mình muốn cái gì, đúng chưa? Nhưng mà đàn ông người ta lại có cái lý của đàn ông là đơn giản thôi, cuộc sống phức tạp rồi, thích cái gì thì nói đi rồi làm, chứ còn để mà đoán không trúng. Đó là cái sự là bất đồng, khó chạm được cái với nhau của người nam và người nữ. Cho nên nếu mà đúng với đối tượng mình á là tự nhiên mình phải mỗi người điều chỉnh thì nó mới dính vô được cái đoạn đó, chứ còn không là khó lòng lắm. Mà thật sự chị thấy rất khó luôn á. Sao chị thấy đàn ông ít có nhạy, ít có tinh tế mấy vụ đó lắm, mà phụ nữ mình thì nhiều khi cũng quá đáng lắm, cứ đòi người ta những cái gì đâu có lạ lùng lắm. Ngộ quá. Ôi phức tạp quá. Tôi sẽ tạo điều kiện cho hai bạn trò chuyện với nhau một chút xíu, chúng ta đến với chương trình hẹn ăn trưa. Và bây giờ thì các Tường mời hai bạn thưởng thức buổi trưa cùng với chương trình. Lưu ý là mình vừa ăn rồi mình vừa trò chuyện với nhau nha. Có cái gì mình chưa hiểu về nhau thì mình nói chuyện cho nó thoải mái để mà mình hiểu được nhau nhiều hơn. Một chút xíu nữa thì Tường sẽ quay lại nha. Rồi mời đoạn. Dạ cảm ơn. Thì hiện giờ em đang ở đâu? Bữa nay em có chia sẻ là nhà em ở quận 9. Em hiện tại thì đang làm ở Bà Rịa Vũng Tàu.
anh thì làm ở khu vực quản lý khu vực Bình Thạnh, Gò Vấp với quận Phú Nhuận, ba quận. Anh sẽ làm công ty gì anh? À, anh công ty dịch vụ bảo vệ. Anh biết tên á, anh công ty. À, tên Tùng Long. Theo anh thì trong cuộc sống vợ chồng ấy, điều gì là quan trọng nhất? À, nói chung là hai người phải chia sẻ, phải nói những ra cái gì mình muốn để mà thấu hiểu nhau, để mà giúp đỡ lẫn nhau, nói ra để biết, để hiểu hơn, rồi đi quan tâm nhau những lúc khó khăn này kia, phải chia sẻ mới đi được đến sau này. Thì theo anh thì trong vợ chồng ai sẽ là người giữ tiền trong gia đình? Anh thì vợ giữ tốt hơn, nhưng mà người vợ đó biết chi tiêu hợp lý, biết còn nếu mà người vợ mà giữ tiền mà không biết chi tiêu hợp lý mà, thì chung thì nhưng nãy em thấy anh chia sẻ là vợ anh đã bị tự ý vay tiền xong rồi bị bể nợ của mình á, thì lần sau anh không sợ lại bị như vậy nữa? Thì không có ý định khác là để cho mọi thứ tiền vẫn 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 có, nếu mà anh phải xem người vợ nó như thế nào, giữ tiền được thì anh vẫn cho giữ, và hai vợ chồng phải đồng thuận nhau ở trong việc chi tiêu, chứ mà chồng mà giữ tiền mà không nói với vợ hoặc chi tiêu rồi làm coi như là đến việc phá sản hay này kia cũng không tốt, mà vì vợ mà cùng giữ tiền mà không nói với chồng, không có thống nhất nhau rồi làm cái việc riêng như vậy cũng không tốt. Nói cái gì cũng không quan trọng, anh phải tinh tế và thấu hiểu người phụ nữ đó thì anh sẽ biết được là họ làm những gì. Vậy cũng như em anh cũng chia sẻ là cả hai cũng đã có một đời là ly hôn rồi, nếu mà em và anh có duyên có thể đến với nhau thành vợ chồng thì theo anh thì mình sẽ tổ chức đám cưới như thế nào thì hợp lý? Thì nếu như vậy thì anh dẫn cho vợ anh theo ý kiến vợ anh á, nói chung là theo ý kiến vợ anh á, tại vì anh nói ra cái ngày xưa anh với vợ anh là không có tổ chức đám cưới, tại vì lúc quen nhau yêu nhau là mẹ anh không thích cô này, không nhìn mẹ anh nhìn biết là không thích cô này nên ngăn cản, không có tác hợp. Rồi anh với tự ý coi như là đi ra sống riêng, đi đăng ký kết hôn rồi đi ra sống riêng. Gia đình phản đối nhưng mà anh vẫn yêu và vẫn quan tâm ấy. Tại vì lúc đó cũng có bé đó, có bé là. Có nghĩa là có bé chứ? Đúng rồi, có bé. Thì theo như em kinh nghiệm của em á, thì gia đình chồng hoặc gia đình vợ nó rất là quan trọng trong cái cuộc hôn nhân. Nếu như mà cả hai gia đình được tác hợp á thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Đúng rồi. Tại vì đâu đó thì mình cũng lớn trong một gia đình, mình cũng lớn lên từ nhỏ đến giờ sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Anh có hỏi gì em ạ? Em thì ba mẹ ở quận 9 nè. Dạ, ba em thì ở ngoài Hà Nội. Dạ. Mẹ em ở quận 9. Dạ. Là mẹ em là mua nhà ở trong đây luôn hay là? Mẹ em ở trong này với anh của em. Nhà của anh chị luôn. Rồi ba em thì ở một mình ngoài Hà Nội. Dạ đúng rồi. Nhà em hồi xưa là gốc ở Hà Nội. Sau này thì anh em đi làm, xong rồi đi học trong này và đi làm ra trường ở nhà thì mẹ và trong cháu mẹ ở trong đây. Nhưng mỗi năm mẹ em đều ra ngoài Hà Nội. Em được mấy anh em? Mẹ em được hai anh em. Là ông anh với tới em. Dạ. Anh thì có hai người chị, anh là Út. Dạ. Anh hiện giờ cũng đang ở nhà chung của ba mẹ đã mất để lại. Nhà mà chị lớn thì cũng mua nhà sát bên nhà của ba mẹ anh. Dạ. Mấy chị em ở chung nguyên dãy nhà. Dạ. Anh ăn gì ạ? Em ăn. Sáng em có ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi. Sáng anh cũng ăn sơ, vội đi ăn sơ. Tại vì lâu để gặp anh quá nên là em ăn ít. Rồi lễ Tết rồi em cũng bay về thăm con hả? Chơi với con. Dạ. Nhưng không phải Tết nên em cũng về, tại vì mình sẽ về trước Tết. Thì em với chồng em cũng
đi lại thường nên là Tết về đó thì nó cũng không phù hợp lắm. Con anh này cũng lâu lâu rồi rảnh là mẹ nó rảnh trở về cuối tuần hoặc là nhưng mà để em được. Không hiểu là tại sao mà mẹ trở về thì mới được thăm chứ anh không bao giờ chủ động đi sang đón mẹ à? Tại vì mẹ không muốn cho biết cái nơi ở của vợ chồng quá. Nhưng mà anh cũng có thể chủ động gọi điện mà hẹn thì có, cũng có lúc nào anh rảnh, mà nhiều khi anh rảnh anh gọi mà cô ấy lại bận nên cô ấy không có trở về. Còn lúc nào cô ấy ra rảnh thì cô ấy gọi điện hỏi anh có rảnh hay không mới trở về. Nhưng mà còn là đôi khi cũng anh cũng rảnh nên gọi thì cô ấy cũng rảnh thì cô ấy cũng trở về đi. Tại vì em là hai cả hai đều chưa có gia đình thì dễ thăm, thì cũng coi như bạn thì cũng dễ, nhưng mà bên đây là cô kia cô đã có người khác rồi, nhiều khi người chồng kia người ta không muốn cho gặp cho nên là người ta không cho biết chỗ ở, rồi phải hẹn nhau qua điện thoại, nó cũng hơi khổ. Này đọc chưa? Trời ơi, nãy giờ chưa đọc cái này nữa, đọc lớn lên cho rồi cả ba nói chuyện nè. Sống chung với mẹ chồng em sẽ làm gì để hòa hợp? Anh thì ba mẹ mất rồi nên cái vấn đề mẹ chồng, ba mẹ chồng là không có lo. Anh cũng có nhà riêng, có vấn đề là hai người chăm nhau thôi. Còn con riêng con chung thì anh thì con ai anh cũng thương như vậy thôi. Anh có muốn có con riêng nữa không? Bây giờ có muốn có con chung nữa không? Ví dụ như vậy. Nếu mà hợp thì cũng có thêm một đứa. Ước có thêm một đứa con trai. Em à, ủa hồi nãy là nói còn có mẹ, vậy là mẹ mới mất hả? Dạ, mà mẹ mất rồi năm 20. Bệnh hả anh? Dạ, lớn tuổi. Bây giờ là có ở sống mấy một mình vậy thôi. Dạ. Ở nhà sống một mình. Ở chung dãy nhà em cũng 2-3 căn ở chung với chị. Chị mua nhà liền kề với mẹ. Nhưng mà mình ở riêng, cái căn riêng của mình. Dạ. Coi như là giờ không có sống với cha mẹ chồng gì hết. Có như con riêng, con chung thì hồi nãy bên đây cũng nói rồi. Là cũng có muốn có, nếu mà tùy theo cái điều kiện của chồng. Thôi bây giờ hai người á, giờ chị hỏi cụ thể một chút xíu. Tại vì thật ra giờ cũng từ ngoài nghe hay là nghe hai bạn tâm sự nói chuyện cũng không biết là hai bạn có phù hợp với nhau hay không. Ngay từ đầu Tường đã nói rồi, với những người lớn như tụi mình á, cái tuổi như tụi mình á thì rất là khó và nó cần có thời gian. Quan trọng là mình cảm nhận được, với lại là cái thời gian 30 phút trên chương trình nó rất là ngắn. Thì bây giờ mình phải nói hết những cái điều gì gọi là cơ bản thôi. Còn nếu mà thật sự mình cảm thấy trong lòng nó có gì sao tuyến hoặc là mình muốn có tìm hiểu thêm thì bắt buộc phải cho nhau cái cơ hội. Bây giờ cụ thể cái hoàn cảnh của hai người, hồi nãy giờ nghe hai người nói bài về cái chuyện là ví dụ như Tết nhất rồi sắp đến, ai cũng muốn có người bạn bè đi chơi cà phê tâm sự phải không? Nhưng hoàn cảnh bây giờ cô này là cô ở đang là công tác ở Vũng Tàu đó, hồi nãy giờ có hỏi về cái cụ thể cái chuyện đó chưa? Rồi ví dụ bây giờ muốn là mời cổ đi cà phê đi ăn uống thì vào khoảng cái thời gian nào mình thử mình trò chuyện với cụ thể. Còn cái chuyện xa hơn thì nếu mà có cái cơ duyên mà mình bấm nút hẹn hò nhau thì mình sẽ tính tiếp. Bây giờ cụ thể thì cái ví dụ trong thời điểm này mà muốn tìm hiểu nhau, quen biết nhau thì cái thời gian của đôi bên nó như thế nào? Rồi giờ mình đàn ông mình chủ động mình hỏi thử cái nè. Thì em làm ở công tác ở Vũng Tàu rồi, cỡ Tết em có Tết ta em có được nghỉ về thành phố không hay là? Dạ có, Tết sau năm thứ bảy chủ nhật em được nghỉ, em về thành phố thăm mẹ em. Tết năm nay thì em đăng ký đi thiền mất rồi. Đâu? Dạ đi thiền 10 ngày á. Thiền của Vipassana 10 ngày. Ở đâu? Thiền hả? Dạ ở Hồng Nai. Mình đi xuyên Tết luôn, đi xuyên Tết luôn hả? Rồi 10 ngày. Hay quá vậy. Đi ra ngoài, không được nói chuyện điện thoại, không được nói chuyện với ai. Đi từ nào tới ngày nào? Dạ đi từ 29 tới 27. Coi như là đi hết cái Tết luôn á, là đi vô là đi lại luôn ha. Nhưng mà chắc là em xin về 8 ngày em xin về, tại vì cuối tháng phải báo cáo được cái tới mà. Được chứ em có đi 10 ngày rồi, nên là em sẽ được nhờ đi vậy mới trẻ đẹp hoài đó. Anh có động có gọi là có thí dụ như lại bạn gái mình thì bạn gái đi như vậy thì anh suy nghĩ như thế nào? Thí dụ cái đó là em tôn trọng cái là bạn sở thích của mỗi người em cứ vẫn tôn trọng, em cái nào làm tốt đẹp cho người đó thì em vẫn ủng hộ. Em tôn trọng, em không có phản đối hay cái gì. Nói chung cái nào mà làm trái pháp luật hay là cái trái này kia thì mình còn hướng người ta, mình khuyên nhủ, còn người ta làm cái việc tốt cho người ta thì tốt cho người khác thì không có nên ngăn cản, không có nên nó phải khuyến khích. Con quỷ một rồi nó vô nữa rồi kìa. Hàm hơn chị cái đường đây. Con quỷ đồ ăn á, đồ ăn nó tới chứ. Rồi vậy thì giờ vậy mình cũng vẫn chưa chốt được cái lịch hẹn. Đó bây giờ trước Tết thì sao hay là sao Tết như thế nào? Trước Tết thì em thường thì thứ bảy chủ nhật em rảnh em về đây thì nếu mà được thì anh với em gặp nhau. Dạ được
vậy. Em muốn hỏi một câu là ví dụ như là từ ngày em tết ha, cái bài chủ nhật đôi khi ở công ty nó hay có những cái mà gọi là tất nhiên hoặc là những cái công việc gì đó thì như anh yêu xa chẳng hạn, anh là bạn trai, anh có chấp nhận là đi xuống đó thăm em hay không? À, nếu mà em cho anh cơ hội anh vẫn xuống. Nếu cho cơ hội là nếu trong thời gian tìm hiểu là xa tới đâu anh cũng tới. Dạ được rồi, mình phải mời người ta mới đi chứ. Mà đúng là phải mới mời mới đi chứ. Mời mới dám đi chứ. Thì không mời, không mời mà chạy tới rồi đó. Mời mới đi, còn mình là cái việc phải thăm non, nhắn thăm hỏi gọi điện thường xuyên để tạo cơ hội thì mới có được. Nói chung thật ra không, cái này cũng là tạm thời. Và thứ hai là bây giờ cũng đâu có xa xôi gì đâu. Chứ là điều kiện của mọi người thì ai cũng có cái riêng hết trơn rồi. Tính này là nó chứ tới giờ này mà có cơ này kia, vợ cha mẹ không có, vợ không có, con cái không có, nhà cửa không có, công việc không có thì nó mệt. Còn mọi thứ thì mình cũng đã ổn định hết rồi. Giờ quan trọng là mình phải tập trung, mình muốn thì mình phải tìm, mình dành thời gian để mình có một cái mối quan hệ. Thì nói chung hiểu nhau hay không thì còn là một cái chặng đường ở phía trước, hai bạn có nhiều thời gian để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà cơ bản thì chị thấy về hoàn cảnh á, về cái hoàn cảnh thì tương đối là cũng phù hợp mà dễ dãi cho đôi bên. Ví dụ như em cũng đã, mình cũng hai con rồi, và bây giờ mình sống một mình cũng có những cái đam mê sở thích riêng. Và chị nói á, tuổi này mình rất khó tính. Nếu mình tìm được một người đàn ông mà tôn trọng những cái sở thích riêng của mình rồi cũng cùng cái quan cái cảnh ngộ thì hiểu được mình, thì chị thấy là có thể có vẻ như là nhìn về cái giao diện bên ngoài là tương đối phù hợp nha. Thì cũng hy vọng hai bạn cho nhau thêm cái cơ hội để mà mình hiểu nhau được nhiều hơn. Bây giờ thì tôi muốn nè hai bạn có một cái sự va chạm, một cảm xúc gì một chút xíu để mình coi cái cảm xúc trong người mình nó có điện không nha. Bình thường là các bạn trẻ thì tôi cho nắm tay qua đây, nhưng bây giờ muốn ăn là đứng lên đi qua bên này. Mời cổ đứng lên, xin phép nắm tay nhau. Hai người có 30 giây nhìn nhau, rồi muốn nói cái gì cho nhau vài câu cuối cùng, rồi mình về chỗ mình quyết định bấm nút hay không. Rồi mời anh. Mình phải đi chứ, để kiểm tra hình tướng nữa chứ. Rồi em gái đứng lên đi kinh. Tôi luôn tạo điều kiện cho đứa trẻ nhìn thấy nha. Rồi nhìn nhau đi hai bạn. Hai tay. Xin xinh cười tươi cũng là nếu em thấy chút gì thích anh thì cho nhau cơ hội để mình hẹn hò tìm hiểu. Em thấy anh cũng rất là thiện lắm và cũng chững chạc lắm. Thì anh thì cũng công việc thì cũng đi làm suốt, thì về nhà thì cũng về nhà lủi thủi một mình vậy, rồi nhiều cái rảnh thì mở phim lên coi, xong rồi cuối tuần thì đi với bạn bè đi chơi, đi dạo hoặc là làm vài ly bia vậy thôi. Cái sở thích thì cũng hay rất thích đi cuối tuần cũng đi với bạn bè ca hát rồi karaoke rồi đó vậy. Rồi rảnh thì rảnh, nhưng mà rảnh lễ lọc này thì thường là đi du lịch. Anh có thích đi du lịch không? Anh rất thích đi du lịch. Anh em cũng rất là thích đi du lịch. Mới vừa nửa năm rồi anh đi từ miền Trung, anh đi vô đi từ Quảng Trị, Huế, Nha Trang, Phú Yên rồi đi về. Anh cũng đi thiện nguyện, đi trong đoàn của công ty. Thiện nguyện rồi kết hợp đi du lịch rồi. Rồi. Stop. Đặt hai tay vào nút bấm đi hai bạn. Đây, bấm trái tim này nha. Nếu mà sau 3 tiếng đếm mình từ cảm nhận mình thấy rằng là phù hợp, mình muốn cho nhau cái cơ hội cũng như là cho bản thân. Nếu mình muốn cho bản thân mình cũng như đối phương một cơ hội thì mình bấm nút vào cái trái tim đó. Nếu mình cảm thấy chưa phù hợp mình có quyền không bấm. Cái cơ hội là chương trình mang đến mà có nắm bắt nó hay không là do mình thôi nha. Tại vì hai bạn lớn rồi, từng cũng không có cái gì để nói nhiều, không ép, cũng không có nói ra, không có nói vô, mà tự mỗi người đều cảm nhận được hết. Và biết là ở cái tuổi mình rất là khó, cần phải trân trọng và mình phải tâm huyết và mình dành cái thời gian nhiều hơn. Không biết là sau khi mà nắm tay cổ thì cảm nhận trong lòng của Hải như thế nào? Cũng hơi sao động. Niềm tin đang hiện giờ thì niềm tin là nghĩ rằng là sẽ phù hợp được và kết hợp được với nhau được bao nhiêu phần trăm? Cũng cho 50-50. 50-50 là cũng chưa dám tự tin lắm. Có hy vọng không? Cũng hy vọng một chút, hy vọng. Không biết là em có cảm nhận gì không khi mà anh nắm tay ạ? Em thấy tay anh không có được ấm. Không có được ấm hả? Dạ, sao kỳ vậy? Nhưng mà thật ra thì bọn em cũng lớn tuổi rồi nên là cũng thành cái nhân chút gì đó để tắm. Chị thấy như vậy là cũng được nha. Hãy cố gắng để ghép lại hai cái mảnh đời chưa có những cơ hội gắp ghép được nhau. Còn suy nghĩ gì nữa, đặt tay vào nút bấm đi ạ. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của hiện tượng hãy đưa ra cái quyết định của mình. 1 2 3
ơi, rồi rốt cuộc là bấm hay là không bấm mà dạ, chậm vậy? Em bấm rồi mà sao nó không xuất? Tại vì nó có cái lõm ở ngoài, cái trái tim nó lõm lõm ở trong đó, em bấm cái này là nó không vô, lõm thành trái tim. Nói chung là có chút khó khăn cắt trở, còn mình muốn quyết tâm là mình phải mò bấm rờ động sơ xong nó mới xả đèn cho quý vị nha. Rồi chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Mời Mai Đăng, bây giờ là mình đã thành một cặp đôi rồi ha. Qua đây nè, nắm tay nhau, coi như là bây giờ là nghiêm túc trở thành một cặp đôi. Thì Tường hy vọng rằng là sau cái chương trình này, đây chỉ mới là cái sự khởi đầu thôi, sau chương trình này thì hai bạn và đặc biệt là bạn nam phải chủ động nhiều hơn, quan tâm thăm hỏi để chăm sóc các bạn nữ của mình, và bạn nữ thì cũng phải tạo điều kiện bật đèn xanh cho người ta có cơ hội để người ta đến. Đôi lúc như lại mình cũng không nên quá rụt rè nhút nhát, mình phải mạnh mẽ lên một chút xíu nha. Tại vì nhớ hồi nãy cô chia sẻ đó, chồng cổ là thiếu cái sự mạnh mẽ gì đó, cô nhớ mà tôi không hiểu là mạnh mẽ là sao nữa. Thì anh có mạnh mẽ không? Rồi, cố lên nha. Hy vọng là hai người sẽ có những cái khoảng thời gian hẹn hò, tìm hiểu nhau và dễ thương và lãng mạn, và hy vọng rằng có một cái kết tốt đẹp giữa hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã tin tưởng và đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa nha.